Đầu tiên, mình xin cảm ơn các nhà khảo cổ OSS Team đã đồng hành cùng chúng mình trong quá trình thực hiện video này. Nếu các bạn muốn được nêu danh ở đầu video, hãy ấn vào nút Join hoặc tham gia bên dưới để hưởng những đặc quyền chỉ dành riêng cho membership nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Hầu hết các loài động vật tiền sử có vẻ ngoài hung dữ thường bị dán nhãn sai là khủng long. Tôi cũng không rõ chính xác là vì sao. Một trong số đó là Dimetrodon, một loài động vật khác thường bị xác định nhầm là khủng long. Đó có lẽ là do cánh buồm khổng lồ trên lưng của nó giống với cánh buồm của một số loài khủng long, chẳng hạn như Spinosaurus. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về nó, một loài động vật mặt thú nổi tiếng với số phận mãn kiếp bị nhầm là khủng long của nó nhé. Còn nếu các bạn muốn biết thêm về các loài khác cũng thường bị nhầm là khủng long, thì có thể xem lại video những quái vật tiền sử khổng lồ bị nhầm là khủng long của chúng mình thông qua phần đề xuất ở góc phải màn hình hoặc click vào link ở phần mô tả video này nhé. Khám phá hóa thạch. Vào những năm 1845, một người chủ đất có tên là Donald MacLeo tìm thấy một mảnh xương hàm trên với những chiếc răng sắc nhọn nằm trong một lớp đá sa thạch đỏ, tương đồng với những tầng đá sa thạch có niên đại thuộc kỷ Trias ở Anh. Bởi vì nên các nhà nghiên cứu mô tả hóa thạch này sau đó cũng đã xác định nhầm niên đại của nó và nghĩ rằng nó thuộc về một loài khủng long và đặt danh pháp cho nó là Bathycnathus borealis và cho rằng nó có họ hàng gần với chi khủng long Dicodontosaurus. Mãi cho đến cuộc chiến tranh xương thì cái tên Dimetrodon mới chỉ chính thức ra đời khi nhà cổ sinh vật học O'Neill Charles Mark mô tả và đặt tên cho một lúc ba loài mới được ông xếp vào nhóm Synapsida, gồm có Dimetrodon incisivus, Dimetrodon rectiformis và Dimetrodon gigas. Cho đến đầu thế kỷ 20, hóa thạch của Bathycnathus tôi nói bên trên mới được công nhận có nhiều nét tương đồng với hóa thạch của các loài thuộc chi Dimetrodon. Và vì vậy, Bathycnathus được tái phân loại vào nhóm Belicosauria cùng Dimetrodon. Đến năm 1940, đó được xem là danh pháp đồng nghĩa với Dimetrodon. Dimetrodon cũng từng được xem là một loài Belicosaur, tức là Dimetrodon và các họ hàng của nó được xem là những bò sát giống thú. Tuy nhiên, Belicosauria ngày nay không còn được sử dụng chính thức, mà thay vào đó người ta xếp Dimetrodon vào họ Sphenacodontidae trong Synapsida. Động vật có vú cùng tổ tiên cũng nằm trong nhánh Sphenacodontia, do đó có thể nói Dimetrodon có họ hàng rất gần với động vật có vú. Nghiên cứu giống loài. Dimetrodon là danh pháp khoa học được ghép lại từ những từ trong tiếng Hy Lạp, gồm có Di có nghĩa là hai, Metros có nghĩa là kích thước và Odon có nghĩa là loại răng. Vì vậy, Dimetrodon trong tiếng Việt có nghĩa là hai cỡ răng. Cái tên này ám chỉ hàm răng của Dimetrodon có hai loại răng với kích thước khác hẳn nhau, bao gồm những chiếc răng dài hơn hẳn phần còn lại nằm ở vị trí của răng nanh, cũng như những răng đầu hàm trên và đầu hàm dưới, những chiếc răng còn lại nhỏ hơn và còn nhỏ dần khi đi về phía cuối hàm. Dimetrodon thường bị nhầm với khủng long hoặc là đồng loại của khủng long trong văn hóa đại chúng, nhưng đó đã tuyệt chủng khoảng 40 triệu năm trước khi loài khủng long đầu tiên xuất hiện. Giống bò sát về ngoại hình và sinh lý học, Dimetrodon tuy nhiên có quan hệ họ hàng gần với các động vật có vú hơn là bò sát hiện đại, mặc dù nó không phải là tổ tiên trực tiếp của động vật có vú. Nó có tư thế nằm dài giống thằn lằn với đôi chân gắn đặt ở hai bên cơ thể thay vì ở dưới. Nó là một sinh vật tương đối lớn vào thời đó, sống cách đây 295 đến 265 triệu năm trước, thuộc kỷ Burmi. Chúng là động vật bò sát ăn thịt, nhưng thường xuyên bị nhầm với các loài khủng long bởi kỷ Burmi là thời kỳ phồn thịnh của các loài côn trùng, động vật chân đốt, cái thời mà khủng long còn chưa xuất hiện. Dimetrodon có lẽ là một trong những kẻ săn mồi đỉnh cao của hệ sinh thái Saurischian, ăn cá và các loài động vật bốn chân bao gồm cả bò sát và lưỡng cư. Các loài Dimetrodon nhỏ hơn có thể có vai trò sinh thái khác nhau. Hầu hết các loài này có chiều dài từ 1,7 đến 4,6 mét và ước tính có trọng lượng từ 28 đến 250 kg. Loài Dimetrodon lớn nhất được biết đến là Dimetrodon angulensis, có chiều dài khoảng 4 mét và loài nhỏ nhất là Dimetrodon theotonis, chỉ dài khoảng 60 cm. Các loài Dimetrodon lớn hơn nằm trong số những kẻ săn mồi lớn nhất trong kỷ Burmi. Mặc dù loài Tarpanosaurus có quan hệ họ hàng gần, được biết đến từ các mảnh xương trong đá trẻ hơn một chút, có thể còn lớn hơn với tổng chiều dài cơ thể ước tính khoảng 5,5 mét. Cánh buồm độc lạ to chà bá. Dimetrodon cũng như một số họ hàng của nó đã sở hữu những cánh buồm như vậy. Đây là một ví dụ về tiến hóa hội tụ, khi hai loài có mối quan hệ tiến hóa rất xa nhau lại sở hữu những đặc điểm hình thái và chức năng của chúng cũng tương tự nhau. Cho đến nay, các nhà cổ sinh vật học đã đưa ra những giả thuyết về cánh buồm trên lưng của Dimetrodon.
nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Một giả thuyết đó là cánh buồm này sẽ giúp Dimetrodon ngụy trang giữa đám lao sậy trong lúc rình rập con mồi. Hoặc có thể cánh buồm sẽ giúp nó ổn định cơ thể, hạn chế chuyển động lên xuống của phần thân trong lúc di chuyển. Có một giả thuyết khác là cánh buồm trên lưng giúp nó thu nhiệt từ mặt trời hiệu quả hơn vào ban ngày và giữ nhiệt vào ban đêm. Một số loài Dimetrodon là những kẻ săn mồi to xác nhất kỷ Permi và con mồi của chúng thường là những loài nhỏ hơn. Nhỏ hơn đồng nghĩa với việc làm ấm cơ thể nhanh hơn. Trong khi sự to xác khiến Dimetrodon không thể làm ấm cơ thể nhanh bằng chúng nếu không có cơ chế hỗ trợ. Đẩy chúng đối diện với nguy cơ xuất phát chậm hơn con mồi, cánh buồm giúp chúng giải quyết vấn đề này. Giả thuyết cuối cùng để lý giải cho cánh buồm của Dimetrodon có thể là một vật trang trí giúp con được trở nên nổi bật hơn trong đám đông, hoặc cũng có thể được dùng để đe dọa các kẻ cạnh tranh trong mùa sinh sản. Mặt khác thì các nhà cổ sinh vật học cũng cho rằng những cá thể Dimetrodon cái có cánh buồm với tỷ lệ nhỏ hơn và ít nổi bật hơn. Dù đây chỉ là phỏng đoán bởi hiện tại chưa có cách xác định chính xác đâu là Dimetrodon đực và đâu là Dimetrodon cái. Hành vi và chế độ ăn. Dimetrodon là một sinh vật năng động và nhanh nhẹn. Tư thế chân tay dang rộng của nó cho thấy khả năng vận động tương tự như các loài bò sát hiện đại. Cánh buồm của nó có thể đã hạn chế khả năng quay vòng quanh. Nhưng Dimetrodon vẫn có khả năng di chuyển nhanh chóng. Nói chung, nó được coi là một động vật chủ yếu sống đơn độc, không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy nó sống thành từng nhóm lớn hoặc bầy đàn. Tuy nhiên, trong mùa giao phối, các cá thể có thể tham gia vào các tương tác và thể hiện xã hội để thu hút bạn tình. Về chế độ ăn thì Dimetrodon là một loài ăn thịt, có nghĩa là nó chủ yếu săn các động vật khác. Nó được coi là loài săn mồi lâu đời nhất từng được tìm thấy và là một trong những loài săn mồi lớn nhất kỷ Permi. Bộ răng của Dimetrodon thích nghi tốt với chế độ ăn thịt. Nó có một cái đầu to với những chiếc răng nhọn và thon dài ở phía trước hàm. Những chiếc răng này giống răng nanh của mèo lớn và rất hữu ích trong việc bắt và đâm thủng con mồi. Về phía sau hàm, nó cũng có những chiếc răng cưa nhỏ hơn để cắt và xé thịt. Chế độ ăn của nó có thể bao gồm động vật lưỡng cư, bò sát thời kỳ đầu và có thể có cả các loại khớp thần kinh nhỏ hơn. Vì tốc độ không nhanh lắm nên Dimetrodon có thể đã dựa vào chiến lược săn phục kích để bắt con mồi. Nó có thể ẩn mình trong những thảm thực vật hoặc gần nguồn nước, chờ đợi con mồi trên cạn quay trở lại mặt nước để uống nước, hoặc con mồi dưới nước như động vật lưỡng cư mạo hiểm lên cạn. Khi có cơ hội thích hợp, Dimetrodon sẽ nhanh chóng tấn công, sử dụng hàm răng sắc nhọn để tóm và khuất phục con mồi. Tương tác với các loài khác. Dimetrodon là loài săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái Permi. Con mồi của chúng có thể bao gồm Cenacanthus, một loài cá mập thời tiền sử. Cái này là tôi nói có thể thôi nhé, chứ không khẳng định đâu. Chúng cũng ăn động vật lưỡng cư như Diplocaulus và Chimerohysis. Các loài động vật bốn chân trên cạn như Seymouria và Chaematops cũng có trong thực đơn. Dimetrodon cũng không có nhiều kẻ thù ngoài tự nhiên. Các loài lưỡng cư thời tiền sử lớn như Eriops và Mastodonsaurus đã có mặt trong kỷ Permi. Mặc dù chúng chiếm giữ các hốc khác nhau với tư cách là kẻ săn mồi hoặc kẻ ăn xác thối, nhưng đôi khi chúng có thể đã băng qua đường hoặc tranh giành cùng con mồi khác như Dimetrodon. Khi kỷ Permi phát triển, các loài bò sát cũng phát triển hơn, chẳng hạn như họ hàng đầu tiên của khủng long và các loài bò sát giống cá sấu bắt đầu xuất hiện. Những loài bò sát này bao gồm các loài như Protorosaurus và Erythrosuchus cạnh tranh với Dimetrodon để giành con mồi và lãnh thổ. Ý nghĩa văn hóa. Dimetrodon là một trong những loài động vật tiền sử mang tính biểu tượng và dễ nhận biết nhất, được cả các nhà khoa học và công chúng nói chung biết đến. Cấu trúc giống như cánh buồm khổng lồ trên lưng và vẻ ngoài đáng sợ của loài bò sát này đã khiến nó bị hiểu nhầm sai là khủng long. Nhưng điều này đã được chứng minh là không chính xác. Dimetrodon đã được nghiên cứu rộng rãi bởi các nhà cổ sinh vật học nhằm tìm hiểu sâu hơn về sự tiến hóa của các khớp thần kinh. Đây là một khóa thạch quan trọng có lịch sử tiến hóa đặt nó ở ngã ba đường khi động vật chuyển đổi từ các đặc điểm của bò sát sang động vật có vú. Các đặc điểm giải phẫu độc đáo của khớp thần kinh này, đặc biệt là cánh buồm khổng lồ trên lưng đã gây tranh cãi kể từ khi phát hiện Dimetrodon. Lý thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất là cánh buồm thực hiện chức năng điều nhiệt. Nó được cung cấp rất nhiều mạch máu và có thể dễ dàng hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh hoặc phân tán nhiệt từ cơ thể Dimetrodon khi cần thiết. Nó cũng có thể phục vụ mục đích trưng bày trong quá trình giao phối hoặc hoạt động như một nơi lưu trữ chất béo. Do vẻ ngoài đặc biệt của nó nên Dimetrodon thường xuất hiện trong các tác phẩm cổ điển, bảo tàng, sách, phim tài liệu và các phương tiện truyền thông khác về hành tinh thời tiền sử. Nó được giới thiệu trong bộ phim James Mason có tựa đề là Hành trình đến trung tâm trái đất. Các bạn nghĩ sao về loài động vật mãn khiếp bị nhầm là khủng long này? Hãy bình luận bên dưới cho anh em chúng mình biết nhé! Đừng quên để lại một like, một subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại!